Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 13 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, mưa bão kinh hoàng từ đêm ngày 12 tháng 7 tại thượng nguồn sông Trường Giang, ít nhất có 127 người thiệt mạng tại Trùng Khánh. Báo động vào sáng ngày 12 tháng 7, Đài phát thanh khẩn cấp quốc gia hôm 12 tháng 7 đưa tin 30 người chết ở tỉnh Hồ Bắc. Lân cận là hơn 200.000 người đã được sơ tán gấp và 1.031 ngôi nhà bị phá hủy cuốn trôi trong đêm. Ngoài ra, 3 vụ lở đất ở thị trấn Đôn Hào tại vùng núi của Trùng Khánh tuần này đã khiến 17 người chết. Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố cho biết các thi thể được tìm thấy vào sáng hôm nay 13 tháng 7 sau khi 200 người được điều động tìm kiếm và cứu hộ. Hiện tượng mưa ở thị trấn Đôn Hào là 303 mm, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 61.000 m3 trên giây, trong khi lưu lượng xả là 30.000 m3 trên giây với 45% nước lũ bị giữ lại trong hồ chứa. Theo tập đoàn quản lý, đập Tam Hiệp mở hết 11 cửa xả lũ và sáng nay, mực nước của hồ chứa là 180,5 m, cao hơn 15 m so với mức cảnh báo lũ. Tại thành phố Ân Thi ở Hồ Bắc, nhân viên cứu hộ sử dụng bè hơi để giải cứu 1.900 người bị mắc kẹt trong các tòa nhà. Lính cứu hỏa và các lực lượng khác đã hoàn thành việc phá đê vỡ tại hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Con đê này vỡ 9 ngày trước làm ngập 15 ngôi làng và các cánh đồng ở tỉnh Giang Tây, hơn 13.000 người được sơ tán. Lũ lụt tại Trung Quốc ảnh hưởng tới 27 trong số 31 địa phương cấp tỉnh và gần 38 triệu người, hơn 2,2 triệu người phải sơ tán và hơn 1.400 người chết hoặc mất tích. Giới chức Trung Quốc đã chi gần 860 triệu đô la Mỹ để khắc phục thiệt hại cho tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh, song thiệt hại có thể lên tới 12 tỷ đô la Mỹ. Mực nước tại 472 con sông ở Trung Quốc đạt mức nguy hiểm kể từ tháng 5, trong số đó 37 con sông đạt mức nước kỷ lục. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam, song trận lũ năm nay gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước đã rút tại một số thành phố lớn như Vũ Hán và một số địa phương ở khu vực Hạ Lưu, với trên hàng chục triệu người sinh sống phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt mới như đợt lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong 30 năm trở lại đây vào giữa năm 1998, với hơn 3.000 người chết, gần 3 triệu ngôi làng bị phá hủy trong đợt thiên tai này, chủ yếu tại các địa phương dọc theo sông Trường Giang. Đập Tam Hiệp được xây dựng năm 1994 đến năm 2006 tại đoạn sông Trường Giang chảy qua quận Chi Lăng thuộc thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp kiểm soát nước đa năng tại đây gồm một đập dài 2.309 m và cao 185 m với âu tàu 5 tầng và 34 máy phát điện. Đập Tam Hiệp được kỳ vọng bởi kiểm soát lũ trên sông Trường Giang, song nhiều chuyên gia cho rằng công trình chưa đáp ứng được mục tiêu cắt lũ theo thiết kế. Từ đêm hôm qua, chính quyền điều binh sĩ vội đắp bao cát quanh hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc khi lũ lụt đang hoành hành khắp lưu vực sông Trường Giang, hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là Trường Giang. Bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả từ tháng trước đã khiến cho 14.010 người chết và mất tích, buộc hàng chục triệu người khắp 27 tỉnh phải sơ tán. Đây là đợt lũ tồi tệ nhất của Trung Quốc trong hơn 30 năm qua. Khi các khu vực trên cả nước trải qua nhiều tuần mưa lớn, trong ảnh, đường phố và các ngôi nhà ngập trong nước sau khi một con đập ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây bị vỡ vì mưa lũ. Trong bối cảnh mức độ cảnh báo mưa lũ ngày càng gia tăng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền ở các khu vực chịu thiệt hại nặng nề huy động nguồn lực hỗ trợ người dân. Đồng thời kêu gọi dân chúng hãy can đảm, các binh sĩ Trung Quốc xây con đê khẩn cấp dọc theo hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây. Mực nước của hồ này đã chạm mức kỷ lục 22,52 m, vượt mức báo động là 19,5 m. Hơn 100.000 người, bao gồm cứu hộ viên, binh lính, người dân đang dùng sức ngăn lũ ở Giang Tây. Khoảng một nửa số này được triển khai ở hồ Bà Dương, nơi nhiều tuyến đê bao bị vỡ. Tại thành phố Cổ Giang, gần khu vực nước hồ chảy và sông Trường Giang, binh lính mặc áo phao màu cam liên tục gia cố bức tường đắp từ bao cát cao bằng đầu người. Hơn 200 con sông bị vỡ, gây ngập lụt nghiêm trọng khu vực xung quanh. Các quan chức của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết các nhà chức trách cảnh báo điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Trung Quốc,
những người dân khiếu kiện bị bắt giữ và đánh đập khi thủ tướng đi thị sát lũ lụt. Một số người dân khiếu kiện ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị bắt và hành hung khi thủ tướng Lý Khắc Cường đến thăm thành phố này để đi thị sát tình hình lũ lụt xảy ra gần đây. Những người khiếu kiện sau đó đã khiếu nại lên chính quyền cấp cao hơn ở khu vực và chính quyền Bắc Kinh và hy vọng họ sẽ được đối xử công bằng. Lũ lụt ở Trùng Khánh do mưa lớn làm ngập sông Trường Giang và một số vùng quanh sông. Thành phố Trùng Khánh nằm ở phía đông nam của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, thuộc khu vực hợp lưu con sông Trường Giang và sông Gia Lăng. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến Trùng Khánh để xem xét nỗ lực cứu trợ địa phương. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo của nhà nước Trung Quốc, ông Lý đã đến thăm làng Song Bái ở gần sông Phủ, một nhánh của sông Trường Giang. Hơn 8.000 cư dân trong lần này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và phần lớn đất canh tác của địa phương bị ngập lụt. Ông Lý cũng đã nói chuyện với những người dân làng phải sơ tán. Theo thông tin từ các kênh truyền thông nội địa, hai cư dân sống ở Trùng Khánh đòi công lý trước việc chính quyền địa phương cưỡng chế phá dỡ nhà của họ. Đã nói với đài Epoch Times về việc các quan chức địa phương ngược đãi đối với ông Lý đến thăm khu vực này. Tang Yun-soo cho biết cô đã bị khoảng 10 quan chức chính quyền địa phương bắt tại một nhà ga xe lửa ở khu vực mới Lượng Giang ở Trùng Khánh. Cô Tang cư trú tại huyện Phong Đô, Trùng Khánh. Cô cho biết một trong những quan chức thuộc Cục An ninh địa phương và một người khác thuộc đồn cảnh sát địa phương. Cô Tang kể rằng cô đã hét to để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người khi cô bị kéo lên trên đường trong lúc người dân gọi cảnh sát. Cô đã bị đưa đến đồn cảnh sát gần đó và bị giữ trong nhiều giờ, cho đến khi khoảng 10 quan chức từ Cục An ninh Phong Đô đến và trả cô về huyện. Họ lôi tôi vào xe cảnh sát và quan chức từ huyện Phong Đô đã đấm đá tôi, cô Tang nói. Cô Tang cho biết đã khiếu nại trong hơn 20 năm qua vì ba nhà của cô đã bị chính quyền địa phương cưỡng chế phá dỡ, cha mẹ và chồng của cô đã chết vì liên quan đến việc phá dỡ. Sau khi được thả, cô Tang nhận ra rằng các quan chức đã bắt cô vì Thủ tướng Lý Khắc Cường đang đến thăm khu vực này. Cô Tang nói, tôi thấy trên Internet nhiều người khiếu kiện địa phương đã bị quản thúc tại gia vì chuyến thăm của ông Lý. Cũng vào cùng ngày, một người dân khiếu kiện tên là Kai Bang Ying cho biết các quan chức đường phố địa phương đã đưa cô đến một ngôi nhà giam giữ bất hợp pháp và đánh đập cô. Cô kể một quan chức nói với cô rằng nếu anh ta đánh cô đến chết thì chính quyền địa phương sẽ che chắn cho anh ta nên sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Ngày hôm sau, cô Kai đã gọi cảnh sát, sau đó có thêm nhân viên cảnh sát xuất hiện tại một ngôi nhà giam giữ cô nhưng không thả cô ra. Đến cuối ngày mới được trả tự do tại một bến xe buýt địa phương. Cô đã tự gọi xe cấp cứu và được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị vì bị gãy chân. Cô Kai đã gọi cảnh sát địa phương yêu cầu họ thanh toán hóa đơn y tế của cô. Các nhân viên cảnh sát đã đến bệnh viện nhưng chỉ nói chuyện với người đứng đầu bệnh viện rồi rời đi chứ không thanh toán hóa đơn y tế của cô. Cũng vào cùng ngày, nhà hoạt động địa phương Zhao Anshui cho biết có khoảng 10 đến 20 nhân viên từ Sở Cảnh sát địa phương và Cục An ninh đã xuất hiện tại nhà của cô ở huyện Đại Độ Khẩu, Trùng Khánh, bắt giữ 4 người khiếu nại đang đến thăm cô vào thời điểm đó. Điện thoại di động của họ có thể bị theo dõi, vì vậy các nhân viên cảnh sát đã tìm đến nhà tôi và bắt giữ họ. Cô cho biết thêm rằng một trong 4 người khiếu kiện đã bị đánh. Sau đó, tôi biết rằng là họ đã làm như vậy vì Thủ tướng Lý đến thăm thành phố. Thật là khủng khiếp, cô Giao nói. Thành phố Trùng Khánh có khoảng 31 triệu dân. Chính quyền thành phố này đã nâng cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Ít nhất 23.700 cửa hàng tại địa phương bị ngập lụt, 4.095 ngôi nhà bị hư hại và khoảng 8.636 ha đất nông nghiệp của địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, theo trang web của chính quyền Trùng Khánh. Cuối ngày hôm 11 tháng 7, truyền thông nhà nước Trung Quốc, tờ Tân Hoa Xã đưa tin rằng nước lũ ở Trùng Khánh đang rút xuống và khí đốt tự nhiên đã được cung cấp cho một số hộ gia đình. Hai người dân ở Trùng Khánh đã chia sẻ với The Epoch Times những gì họ chứng kiến. Bà Giang cho biết mực nước sông Gia Lăng dâng lên nhanh chóng, làm ngập nhiều ngôi nhà gần đó, trong khi nhiều con đường dẫn đến thị trấn Sikiku ở bờ tây của sông không thể tiếp cận được. Một người dân khác 39 tuổi tên là Hoang cho biết anh chưa bao giờ thấy lụt xảy ra trên diện rộng như ở Trùng Khánh. Anh cho rằng rất khó để biết được mức độ thiệt hại mà lũ lụt gây ra. Anh Hoang cho biết chính quyền địa phương đã cố gắng ngăn chặn bất kỳ sự cố hàng loạt nào. Vì vậy, các quan chức đường phố đã trực tiếp xử lý các nạn nhân lũ lụt. Chỉ những nạn nhân và người nhà của họ mới biết người dân đã được chính quyền hỗ trợ hoặc đền bù tài chính như thế nào vì lũ lụt. Ở Trung Quốc, các sự cố hàng loạt
thường đề cập đến các cuộc tụ tập có kế hoạch hoặc ngẫu nhiên của người dân phổ thông để bày tỏ sự không hài lòng với chính quyền. Các quan chức địa phương thường được giao nhiệm vụ dẹp bỏ những biểu hiện bất đồng chính kiến như vậy. Anh Wang nói thêm rằng, một số tài khoản mạng xã hội ở Trung Quốc của anh đã bị khóa sau khi anh đăng một số thông tin về tình hình lũ lụt. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin mà truyền thông mới nhận được, cơn bão số 6 đã đổ bộ vào bờ biển phía đông khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào đêm ngày 12 tháng 7. Sức gió của cơn bão kinh hoàng tới mức khiến cây cối bật gốc và mất điện diện rộng trên toàn khu vực. Cơn bão đã đổ bộ vào bờ biển phía đông của Trung Quốc, khiến cho 653 người dân ở bờ biển phía đông của các vùng lân cận đã bị thiệt mạng. Theo cơ quan khí tượng thủy văn của Trung Quốc, tâm bão có nhiều khả năng sẽ quét qua khu vực từng bị siêu bão Infa tàn phá khủng khiếp hồi năm ngoái, đã khiến cho 730 người chết và mất tích. Những thương vong và tàn phá ngân hàng của siêu bão hồi năm ngoái còn chưa kịp phục hồi, thì giờ đây những người ấy đang phải đối mặt với một cơn thịnh nộ khác của thiên nhiên. Với sức công phá mạnh không kém, sức gió gần tâm bão lên tới 175 km/h và giật trên 210 km/h. Theo cơ quan thời tiết của Trung Quốc, cơn bão đã đổ bộ ở một số thị trấn duyên hải Trung Quốc. Ở tỉnh Quảng Đông hiện nay vẫn chưa có báo cáo cụ thể về tình hình con số thương vong. Theo cơ quan địa phương, số cây bật gốc ở đây nhiều vô kể, một số cây còn nằm ngổn ngang trên đường cao tốc. Thanh tra cảnh sát cấp cao thông báo từ một vài giờ trước khi cơn bão số 6 đổ bộ. Hiện giờ đây đang mất điện, tất cả đều tối om. Ánh sáng duy nhất có thể phát ra từ những chiếc đèn pin nhỏ. Cơn bão đã suy yếu nhẹ vào hôm thứ Năm, tức là vào ngày 12 tháng 7. Nhưng diễn biến của nó vẫn khá phức tạp và nguy hiểm. Đến sáng ngày 13 tháng 7, một lãnh đạo của tỉnh Quảng Đông cho biết dù cơn bão đã yếu đi so với trước đó, nhưng trên thực tế gió giật 175 km/h vẫn còn rất mạnh. Chúng ta không nên chủ quan. Một quan chức tỉnh Quảng Đông cho biết nguồn điện đã bị cắt từ sáng thứ Bảy tại các thành phố lân cận, cách tỉnh Quảng Đông khoảng 70 km về phía Bắc và cũng là nơi chính phủ thành lập Trung tâm Chỉ huy Cứu hộ và Cứu trợ do Bộ trưởng Nội vụ đứng đầu. Taiwan News đã cho biết những cơn gió mạnh tới mức khiến cây cối đổ sập và lật tung những tấm lợp mái nhà. Bạn có thể nghe thấy tiếng gầm rít của gió. Mọi người đều trong tình trạng sợ hãi về những gì đã xảy ra với họ vào năm ngoái. Chúng tôi đã có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của bão. Mọi người đang cầu nguyện, quân đội đã được huy động tới các siêu thị và các tuyến đường chính trên đường đi của bão để cứu trợ cho người dân. Chúng ta đang nằm trong vùng báo động đỏ. Toàn bộ lực lượng vũ trang sẽ được huy động để khắc phục hậu quả của cơn bão này. Người đứng đầu quân đội phát biểu trong một cuộc họp báo, dù không mạnh như cơn bão số 5, nhưng sức gió tối đa của bão số 6 có thể gây ra thương vong, sạt lở đất và gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng và nền nông nghiệp. Anh Chun Mo, một người may mắn sống sót sau cơn bão năm ngoái cho biết, tôi sợ lắm, tôi đã cầu trời khấn Phật đừng giáng thêm một thiên tai nào nữa xuống đầu của Trung Quốc. Chúng tôi vẫn chưa kịp phục hồi sau cơn đại dịch và nhất là mưa lũ trong một tháng qua, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão vào năm ngoái. Anh đã mất vợ, con cái và mẹ trong siêu bão thảm khốc này. Hiện ông đang tích trữ đồ hộp, mì tôm, trứng và nước ngọt để sẵn sàng đối phó với siêu bão này. Tính đến sáng ngày 13 tháng 7, có hơn 650.000 người dân đã được sơ tán khẩn cấp đến các nơi kiên cố để tránh bão. Trong ngày 13 tháng 7, hàng chục chuyến bay nội địa đã bị phá hủy và các chuyến phà, tàu thuyền cũng đã bị cấm xuất bến. Khoảng 500.000 người đã được sơ tán khỏi tỉnh Quảng Đông, trong đó có toàn bộ thành phố. Ông Zhen Jie, người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai trong khu vực nói, lần này chúng tôi không hề chứng kiến người dân chống lại lệnh sơ tán. Nỗi ám ảnh của họ sau cơn bão năm ngoái là vẫn còn rất lớn. Tại đây, người dân đang hối hả dùng bao cát đắp thành những bờ tạm để ngăn nước lũ tràn vào nhà. Các cửa hàng và trong thành phố cũng bắt đầu đóng cửa và tìm mọi cách gia cố để tránh tình trạng thiệt hại nặng do siêu bão hồi năm ngoái. Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo của quân đội nhận định rằng cơn bão này có thể sẽ tiến sâu vào đất liền và tràn qua mặt phía nam của tỉnh Quảng Tây. Đường đi thất thường và khó dự đoán của cơn bão số 6 đã khiến chính phủ Trung Quốc phải triệu tập một lực lượng họp khẩn trương với tỉnh trưởng của các tỉnh để bàn cách ứng phó trong khi quân đội Trung Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!